Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Android App with Kotlin bài 12. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Date Picker và Time Picker. Như thường lệ thì các bạn hãy nhìn lên trên màn hình, chúng ta sẽ có cái ứng dụng ngày hôm nay chúng ta thiết kế để các bạn hiểu về Date Picker và Time Picker có thể làm được gì. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái text để update giờ khi chúng ta kích chọn. Ở đây là hai cái ImageButton. Khi các bạn kích vào cái biểu tượng ngày tháng ở đây, chúng ta sẽ hiển thị một cái bảng để chúng ta chọn ngày, tháng và năm. Đó, giả sử như mình chọn một cái năm bất kỳ là năm 2003, rồi là chọn tháng 4. Ok. Đó, mùng 2 tháng 4 năm 2003. Nó update thời gian lên đây. Tiếp tục là đối với time, thời gian. Ví dụ mình sẽ chọn là 23 giờ 25 phút, nhấn OK. Thì ngay lập tức cái ô text bên này cũng update là 23 giờ 25 phút. Như vậy Date Time Picker nó sẽ hỗ trợ cho người dùng có thể kích chọn và chúng ta set được cái mốc thời gian. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi thiết kế giao diện. Thì đây là cái nhóm component tree, là những cái view mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái giao diện ở dưới này. Bạn nào đã quen thuộc rồi có thể có khả năng là tự thiết kế được. Các bạn hãy dừng clip này lại, không xem phần hướng dẫn thiết kế nữa. Hãy tự thiết kế cho mình một cái giao diện giống như thế này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh, có hai hình ảnh. Thì các bạn có thể search trên Google, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng ngay hình ảnh mình đã up lên trên cái link android.tự học.cc. Và các bạn tìm đến cái file là có số thứ tự là 12. Trong này sẽ có toàn bộ hình ảnh cộng với cả một file bao gồm toàn bộ code của bài 12 này nữa. Tuy nhiên là các bạn hãy sử dụng cái file hình ảnh thôi nhá. Chúng ta sẽ có layout thiết kế chính như sau. Một là cái linear layout để theo chiều dọc. Và trong cái linear layout này chúng ta sẽ có cái layout theo chiều ngang. Chính là một dòng này này, các bạn nhìn thấy không? Cái dòng ngang này nó sắp xếp theo chiều ngang và nó có hai item, có TextView này và có ImageButton. Cho nên chúng ta sẽ sắp xếp theo chiều ngang, đúng không? Và sau đó chúng ta kéo thêm một cái layout chiều ngang nữa. Lại có một cái TextView và một cái ImageButton. Bây giờ các bạn mở Android Studio, chúng ta cùng thiết kế nhá. Đây là cái bài 11 hôm trước, các bạn đóng project lại này, file này, close này. Chọn new này. Sau đó chọn empty activity. Next. Hôm nay sẽ là bài 12 Date Time Picker. Tất cả những cái này chúng ta sẽ vẫn để là Android 5.0 và API 21. Finish này. Đợi nó sẽ khởi tạo. Sau khi khởi tạo xong thì các bạn hãy tạo thành cái thói quen, đúng không ạ? Như mọi khi là chúng ta sẽ vẫn vào Activity Main này, nó vào Split này, chuyển sang Linear LI, điều hướng Orientation theo chiều dọc Vertical, xóa này đi. Tiếp theo là vào Gradle Script, bu.gradle, thêm hai dòng ID dấu cách Kotlin gạch ngang Android, ăn cho D cho cái nữa này, và extension có chữ S. Signal để đồng bộ này. Thằng này để làm gì? Tự trả lời nhá, mình nói nhiều quá rồi. Tắt đi này. Chuyển tab design, chúng ta bắt đầu thiết kế. Thì dòng đầu tiên chúng ta cần một cái layout theo chiều ngang. Vì thế các bạn vào phần layout, kéo thẳng layout horizontal này ra. Rồi. Tiếp theo trong nó thì chúng ta cần thằng TextView. Bạn kéo TextView vào trong phần text, kéo TextView. Và cần một thằng ImageButton. Nhưng mà trước khi kéo thằng button ấy thì các bạn hãy tải cái file mình cho trong slide về và chúng ta hãy mở file đó ra. Đây chính là cái file zip các bạn sẽ tải về này, tải xong các bạn giải nén ra này. Thì trong này nó có hai thư mục. Các bạn hãy sử dụng cái file hình ảnh trong này. Ấn Ctrl A này, Ctrl C này, tiếp tục là vào Red này, Drawable này, chọn tờ đầu tiên này, Ctrl V, đưa cái hình ảnh vào đây. Thì trong này nó sẽ có hình ảnh là date và thời gian. Tắt đi. Quay lại Android Studio, các bạn vào button và các bạn ném cái thằng ImageButton ra, kéo xuống. Bây giờ nó sẽ bảo các bạn là chọn cái hình ảnh, thì các bạn chọn đến thằng date, nhấn OK. Như vậy là chúng ta đã có hai cái view nằm trên một dòng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước làm đẹp cho cái dòng này trước. Tí nữa cái dòng còn lại cấu trúc nó giống y xì như này, chúng ta chỉ cần copy code sang thôi để hai cái dòng nó giống y xì nhau, đúng không? Thay mỗi hình ảnh và thay đổi text view thôi. Vào split này. Đầu tiên là cái ông này chúng ta sẽ để là layout 2 là grab content. Cái thằng linear layout trong cái cụm thứ hai nhá, các bạn nhìn này. Cái linear layout gốc của chúng ta là theo chiều dọc, đúng không? Còn cái dòng mà chúng ta thiết kế là cái thằng linear layout theo chiều ngang này này, thì các bạn sẽ để là grab content để nó co lại vừa đúng với chiều cao của cái thằng button này thôi. Chúng ta sẽ sửa này, và các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái ô bên này nhá, khi các bạn chuyển sang grab content này. Đó, các bạn thấy nó co lại không? Đó, nó co lại đây này. Bây giờ là đến ô TextView, chúng ta sẽ đặt ID cho nó là txt date. Rồi. Ở chữ hiển thị chúng ta cho một cái ngày nào đó, ví dụ như ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Đó, các bạn thấy không? Chữ hiển thị này. Thì các bạn thấy chữ nó hơi bé. Thì toàn bộ cái bước này chúng ta làm đẹp cho cái giao diện thôi. Thì tùy từng mắt mỗi người. Ở đây mình sẽ thấy chữ nó bé thì mình cho to lên. Chúng ta cứ làm đến đâu chúng ta chỉnh đến đấy. Chỉnh khoảng tầm 25 dp. Đấy, chữ to rồi, đúng không? Bây giờ các bạn thấy là nó đang gần lề trái quá. Còn muốn tách nó ra, cách một tí, thì chúng ta có thể dùng là mark in left, cách lề trái ra, hoặc là dùng padding cũng được, padding left cũng được nha, có chữ left vào đây. Đây này, nó có hai lựa chọn, một là cái mark in left hoặc là padding left, tùy các bạn, chọn nào cũng được, nó cũng cách trái thôi mà. Gọi là cách 25 dp nhá. Rồi, bây giờ các bạn thấy là cái chữ này nó đang nằm ở trên đỉnh. Chúng ta muốn cho nó vào giữa thì dùng thuộc tính là layout gravity. Đấy, thì cứ mỗi lần chúng ta chỉnh, chúng ta nhìn nó bất cân đối cái gì thì chúng ta nhớ đến các cái thuộc tính chúng ta sửa thôi. Center, các bạn thấy tụt giữa. Đó. Rồi, xong ông thứ nhất, ông thứ hai, chúng ta sẽ đặt ID là btn date. Button mà, quy tắc đặt cái tiền tố sẽ là btn. Tất cả cái này chúng ta đã học trong cái phần bài trước rồi. Rồi. Các bạn thấy là cái nền đen này không? Thấy cái nền đen này nó đang bao quanh thằng này, nó đang hơi rộng không? Các bạn xóa cái thằng layout width đi cái. Nó co lại, thấy không? Rồi. Cái nền nó vẫn màu xám xám, không thích, chuyển màu nền. Chuyển background. Chuyển thành màu white này, có sẵn này, đúng không? Hoặc là các bạn search cái mã white ở trên Google, các bạn đưa cái mã vào đây cũng được. Enter cái thì thành màu trắng. Rồi. Bây giờ lại thấy nó kịch ở góc phải quá, lại cho nó cách phải ra tí. Có chữ right vào đây. Mark in right này, cách phải ra tí. Cách tầm độ 25 dp thế nào. Đấy, các bạn thấy nó lùi ra không? Đúng không? Sau khi các bạn làm xong rồi, các bạn thấy là cả hai thằng này nó thuộc cái nhóm linear layout và thấy nó đang sát đỉnh quá. Các bạn cũng có thể đẩy nó xuống một tí, dùng padding top cũng được. Đây. Cách cho nó khoảng tầm độ 20 dp. Các bạn thấy nó tụt xuống không? Các bạn gõ thử 200 một cái, các bạn khác biệt liền này. Này. Đấy, các bạn thấy nó tụt hẳn xuống không? Đấy, thì tùy các bạn mắt nhìn các bạn thấy cân đối thì các bạn chỉnh sửa thôi. Quan trọng là chúng ta phải biết từng cái lệnh này, thuộc tính của nó thay đổi thì làm thay đổi cái gì ở trên view, đúng không? Đấy, thì tạm thời là như này. Xong cái dòng đầu tiên rồi, đúng không? Tiếp theo đến dòng thứ hai, chúng ta nhìn lại này. Dòng thứ hai chúng ta cũng sẽ lại có ba cái view này, 1 2 3. Như vậy là chúng ta có thể copy nguyên cái đám này xuống, đúng không ạ? Copy nguyên cái code của cái ba thằng này xuống. Thử nhá. Này. Thằng linear layout này này, chúng ta copy nguyên xuống này. Đây. Copy nguyên đến, nhớ nhé là chúng ta phải copy hết cả cái thằng đóng này nhá, tác đóng này nhá, Ctrl C này, xuống. Enter cái nữa. Này, chúng ta copy một cái khối xuống đây. Rồi. Bạn thấy nó hiển thị giống hệt đấy không? Tất nhiên là nó sẽ báo đỏ ở cái thằng ID, bởi vì ID là duy nhất. Chúng ta sẽ sửa thành này thành TT time này. Chỗ này sẽ là BTN time này. Thay ID đi, đúng không? Text hiển thị ở đây chúng ta sẽ giả sử như là 21:00 nhá, 21:00. Đó. Đến cái hình ảnh, các bạn thấy ở đây không? Nó đang hiển thị hai hình ảnh giống nhau là do chúng ta copy code xuống mà. Các bạn chuyển sang tab design này. Các bạn kích vào cái thằng hình ảnh ở đây. Chúng ta chọn đến cái hình ảnh. Thay thế nó đi bằng thời gian. Ok. Đó, thì nó sẽ thay đổi thành hình thời gian. Thì ở đây nó đang bị báo lỗi một chút, các bạn chuyển sang tab split này. Rồi, bây giờ cứ chạy thử đi. Ấn cái nút tam giác chạy này để cho nó update lại này. Đó, sau khi chạy xong thì cái dòng này nó hết lỗi này, các bạn thấy không? Và hình ảnh chúng ta hiển thị đúng cái đồng hồ này. Thỉnh thoảng nó hơi lag thì các bạn cứ code đúng để các bạn chạy bình thường thôi. Tắt đi này. Bây giờ các bạn thích chỉnh cái màu nền của cái chữ 21 giờ này thì các bạn thay màu thôi. Kích vào text này. Can thiệp vào thằng text view này. Của chữ 21 giờ đúng không? Chúng ta sẽ gõ là color, text color. Thì cái màu xanh mình hay dùng đó là thăng 20F. Thăng 20F, cái màu xanh như này. Đó. Thì đoạn sau nữa các bạn thích chỉnh chữ to nhỏ hay chữ không chữ là đậm hay nghiêng như nào thì các bạn tự chỉnh nhá, tự nghịch nhá. Tiếp theo là phần code chính ở trong MainActivity.kt. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến today bằng calendar.getInstance. Cái này chúng ta đã học phần DateTime ở bài 17 trong phần Android cơ bản. Nếu bạn nào quên, không biết cái này get ra cái gì, thì chúng ta hãy xem lại bài 17 trong phần Android cơ bản tại địa chỉ http://kotlin.tuhauc.cc nhá. Mình đã nói rất kỹ trong đó rồi. Sau khi có thời gian rồi thì tí chúng ta sử dụng hai cái biến này sau. Vì chúng ta sử dụng cái ImageButton là cái hình ảnh, là cái đồng hồ và cái quyển lịch ấy. Thế cho nên là chúng ta phải lắng nghe xem là người dùng có kích lên cái button đó hay không. Và lắng nghe thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Set on click listener, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra xem là người dùng có kích lên cái button đó hay không. Khi kích thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn ra, chúng ta xử lý lệnh ở trong này, đúng không? Thì đối với thằng Time Picker, chúng ta sẽ sử dụng là TimePickerDialog. Các bạn truyền vào các thông số như sau là zip này, rồi TimePickerDialog.on TimeSetListener, tức là nó lắng nghe xem là có cái thiết lập ngày giờ ở trên cái TimePickerDialog không, đúng không ạ? Và chúng ta truyền vào các cái thông số này. Bây giờ các bạn hãy code đi, sau đó mình giải thích. Chuyển sang tab MainActivity.kt này. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái khai báo một cái biến today ở đây nhá. Khai báo biến today để get ngày tháng hiện tại. Get ngày tháng hiện tại. Đó, vui lòng xem lại bài 17 nhá. Van này, today này bằng chúng ta sẽ sử dụng là calendar.getInstance. GetInstance. Đó. Ngắn gọn này thôi. Rồi, sau thằng setContentView này, chúng ta sẽ viết các khối lệnh ra đây. Cái đoạn mà khai báo thời gian start hour và start minute thì tí mình sẽ làm sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ xử lý là set lại thời gian khi click vào button time nhá, cái hình đồng hồ ấy. Chúng ta sẽ lắng nghe xem là có click nào lên trên button này không. Lắng nghe click lên button. Time. Button time chính là cái này này, đây này. Là cái hình đồng hồ này này, được chưa? Nó là button mà, này kích vào. Có phải là BTN time không? Lắng nghe chúng ta sẽ sử dụng là BTN time này. Chấm gì? Set on click listener, đúng không? Các bạn chọn đến cái thằng có ngoặc nhọn này. Set on click listener, enter cho cái này. Rồi, enter cho phát nữa để viết lệnh cho nó rõ ràng này. Rồi đến ông time picker ở đây. Chúng ta sẽ gọi là Time Picker Dialog. Mà ngoặc ra. Đầu tiên là cái thằng context, tức là cái view mà chúng ta hiển thị ấy, thì nó chính là cái màn hình hiện tại. Chúng ta chọn là zip này. Rồi phải. Các bạn thấy cái thằng này không? TimePickerDialog.onTimeSetListener không? Các bạn gõ cái từ này vào nhá, đây này. TimePickerDialog.onTimeSetListener, nhưng mà các bạn chọn đến cái thằng có ngoặc nhọn. Đó, thì nó tự sinh ra các cái đống còn lại. Được chưa? Và mình sẽ giải thích từng cái thằng này nó là cái gì sau. Rồi, enter cho nó cái này. Cho đỡ dài này. Viết sau cái dấu suy ra nhá. Tức là chúng ta sẽ xử lý lệnh ở sau cái dấu suy ra này. Bây giờ chúng ta sẽ set là TT time.setText. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển vào cái gì? Ở đây mình sẽ nốt cho các bạn, ở đây có hai cái đối số, một là cái y và hai là cái y2. Cái thằng y và y2 nó tự sinh ra này. Đây chính là cái giờ. Giờ khi người dùng chọn đấy. Tức là nó sẽ bật ra một cái bảng và người dùng chọn giờ gì thì nó sẽ get, nó sẽ lấy vào cái thằng y này, được chưa? Thằng y2 này thì sẽ là phút. Tương tự nhá, phút khi người dùng chọn. Phút do người dùng chọn cũng được. Thì khi chúng ta set text, tức là chúng ta gì? Gán cái text lên cái ô txt time. Mà ô txt time chúng ta chính là cái thằng này này, đúng không? Con kích vào, đúng không? Phải không? ID nó đây này. Chúng ta sẽ gán cái text đó vào cái ô txt time. Cho nên đoạn code này chúng ta sẽ set text cho nó là gì? Là $i này. Giờ trước, phút giây sau nữa, ship 4, $i này. 2 chấm và $i2. Đấy. Bây giờ sau cái ngoặc nhọn chúng ta ấn dấu phẩy một cái, các bạn sẽ thấy nó gợi ý này. Chúng ta còn 3 đối số nữa. Thứ nhất là cái giờ, phút và có đặt là 24 giờ hay không. Chúng ta cứ nhập vào đây nha. Chẳng hạn các bạn truyền vào là 0 giờ, 0 phút và chúng ta để 24 giờ bằng chu. Rồi, sau dấu ngoặc tròn các bạn ấn chấm sâu để chạy này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử, sau đó các bạn nhìn ứng dụng và mình sẽ thay đổi các thông số này để các bạn thấy là nó ảnh hưởng như nào. Thì nó dễ hơn là bây giờ mình cứ đi giải thích nó là cái gì. Rồi, ấn vào time này. Các bạn thấy là nó có một cái đồng hồ hiện lên để chúng ta thiết lập không? 0 giờ 0 phút chính là do cái thông số này chúng ta đặt vào này. Các bạn nhìn thấy không? How of day minute chúng ta để là 00. Bây giờ mình sửa nhá. Mình sẽ sửa thành 7 giờ 7 phút đi. 7 giờ 7 phút. Rồi, và chúng ta sẽ ấn vào mũi tên xanh này để chạy lại này. Nó sẽ bui lại, sau đó cài đặt lại. Ấn terminal này. Ấn vào cái đồng hồ này, các bạn nhìn thấy không? 7 giờ 7 phút, được chưa? Cái thằng i24 giờ view bằng chu. Hiện tại bây giờ các bạn thấy là các bạn có vòng tròn chọn 23 giờ không? 23 giờ 00 đây đúng không? Ok nhá. Bây giờ mình sẽ thay đổi nó thành phô. Chạy lại này. Terminal này. Kích vào cái đồng hồ này, các bạn thấy không? Nó mất cái vòng tròn 24 giờ và chúng ta chuyển sang lựa chọn là chọn AM hay PM. Đấy, thì tùy các bạn đặt phô hay chu thôi, nó sẽ tác động đến như vậy. Và khi các bạn chọn ngày giờ xong thì nó sẽ gán vào cái biến i và i2. Sau khi gán i2 xong, nó sẽ nhảy ra đây, nó thực hiện cái lệnh là set text. Và do các bạn đặt là theo cấu trúc là giờ 2 chấm phút cho nên nó sẽ gán cái text giờ phút lên ô text này. Thử nhá, 11 giờ 20 phút. Ok, thấy không? 23 giờ 20 phút, đúng chưa? Do là chúng ta chọn PM mà. Đây, chọn AM thử nhá. 11 giờ 5 phút AM. Ok, 11 giờ 5, đúng chưa? Giả sử các bạn muốn là khi bật lên thì nó ở cái thời gian hiện tại bây giờ. Ví dụ như bây giờ đang là 10 giờ 56 này, đúng không? Thì chúng ta muốn hiển thị cái 10 giờ 56 đấy ngay lên cái đồng hồ. Thì chúng ta chỉ cần thay hai cái này bằng cái thời gian hiện tại thôi, đúng không ạ? Thì cái thời gian hiện tại làm nào lấy được thì chúng ta sẽ dựa vào cái thằng today này. Chúng ta đã học ở cái bài 17 rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ khai báo hai cái biến đây. Van start how. Mình gọi nó là start how nhá, cái thời gian bắt đầu, đúng không? Bằng today.get. today.get. Rồi, calendar.howupdate. calendar.howupdate. Thì cái thằng today này này nó trả về thời gian hiện tại, đúng không ạ? Bao gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, rồi là múi giờ, rất là nhiều thứ. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm getCalendar.howUpdate để chúng ta lấy ra cái giờ thôi. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thằng phút start minute nhá. Bằng today.getCalendar.minute. Đấy. Thì ba cái thằng này là 1 này, thằng này là 2 này, thằng này là 3 này đều học ở bài 17 phần cơ bản rồi. Bây giờ thay cái biến start how và start minute vào đây thôi, đúng không ạ? Start how, start minute. Rồi, chạy lại này. Run cho cái. Thì có phải là khi các bạn mở cái đồng hồ lên ấy, thì cái thời gian nó chính là cái thời gian hiện tại không? Còn gì này, đang là 10 giờ 58 nhá, kích vào cái. Thấy không? 10 giờ 58 AM này. Đó. Thì đây là cái cách để chúng ta có thể set cái thời gian hiện tại, cái lúc mốc, lúc mà nó bật cái đồng hồ lên. Nó có tác dụng là gì? Chẳng hạn như người dùng người ta muốn là set trong cái khoảng thời gian, nó quanh quanh cái khoảng thời gian sắp tới thôi. Thì khi chúng ta đã đặt như này này, người ta nhìn đến 10 giờ 58 đúng không? Người ta chỉ chỉnh một chút thôi là xong. Chẳng hạn như 11 giờ không không. Đó. Thực ra thì nó cũng hỗ trợ người dùng tốt hơn một chút rồi. Được chưa? Ok. Sang thằng Date Picker. Thì Date Picker cấu trúc của nó cũng na ná như cái thằng Time Picker. Chúng ta cũng sẽ vẫn gọi cái hàm btn.date.setOnClickListener để chúng ta kiểm tra xem là có cái click chuột nào lên cái biểu tượng cái lịch hay không, đúng không? Có click thì chúng ta mới thực hiện code phía sau này. Thì chúng ta cũng gọi cái DatePickerDialog ra. và chúng ta truyền vào các đối số. Bây giờ các bạn sẽ mở Android Studio, chúng ta thử nhá. Các bạn code thêm vào phía dưới này, Date Picker này. Thì đầu tiên chúng ta vẫn phải lắng nghe xem là có click lên cái button không, đúng không ạ? Nhưng lần này sẽ là button gì? Date, cái btn date ấy. Thì chúng ta sử dụng là btn date chấm gì? Set on click listener và có thằng ngoặc nhọn, đúng không? Enter cho cái. Enter xuống dòng. Thì đây là cái khối code khi kích vào chúng ta làm gì thì chúng ta code trong này. Rồi chúng ta sẽ gọi cái thằng date picker ra bằng cách là chúng ta gọi date này. DatePickerDialog, được chưa? Các bạn mở ngoặc một cái thì nó bắt đầu gợi ý. Đầu tiên là context, chính là cái view mà chúng ta cần hiển thị, thì nó chính là cái activity, cái màn hình hiện tại. Git này. Rồi, tiếp theo nó gợi ý đến cái đối số tiếp theo. Các bạn nhìn này, DatePickerDialog.onSetListener này. Đấy, các bạn gõ nguyên si thằng này vào. DatePickerDialog. On date set listener. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ chọn đến cái thằng có cái ngoặc nhọn để chúng ta thực hiện code với nó, đúng không? Enter cho nó cái. Rồi nó tự sinh ra cái đống này. Các bạn sẽ code sau cái dấu suy ra. Ở đây chúng ta sẽ có 3 biến là i, i2 và i3. I sẽ là năm, i2 sẽ là tháng, cuối cùng thì i3 sẽ là ngày. I3 này sẽ là ngày. Có cấu trúc như này rồi thì chúng ta chỉ cần set text thôi, đúng không ạ? TT date gắn text, set text bằng gì? Ngày tháng năm. Như vậy chúng ta sẽ cần là thằng i3 trước này. Bạn cho nháy kép này, đô la i3 cái chéo một cái, rồi đến đô la i2 cộng 1. Rồi i2 cộng 1. Tại sao là i2 cộng 1? Trong phần cơ bản chúng ta đã học rồi tại bài 17 phần Kotlin cơ bản. Thì tháng trong Kotlin nó sẽ chạy từ 0 cho đến 11. Tháng 12 của nó sẽ là tháng 11. Cho nên là chúng ta sẽ phải cộng thêm 1, được chưa ạ? Tháng 0 nó sẽ tương ứng với tháng 1 thực tế. Đấy là lý do tại sao chúng ta sẽ phải lấy thằng tháng cộng thêm 1. Còn nếu không các bạn lấy nguyên thằng tháng thôi thì các bạn sẽ thấy là nó bị lùi lại mất một tháng, được chưa? Rồi. Sược này. Đến tháng 5 thì chúng ta chỉ cần là đô la i thôi. Ship 4 này, i, được chưa? Đây là cấu trúc là ngày, tháng cộng thêm 1 và 5. Rồi sau thằng ngoặc nhọn này, giống thằng kia đúng không ạ? Cũng sau thằng ngoặc nhọn, phẩy một cái thì các bạn sẽ thấy là nó gợi ý. Đây cũng chính là cái thời điểm là năm, tháng và ngày bắt đầu khi các bạn kích vào cái quyển lịch ấy, đúng không? Giả sử chúng ta để là ngày mùng 7 tháng 7 năm trước, đúng không ạ? Năm trước. Năm trước này, nó sẽ là 207 trước này. 207 này, tháng 7 này. Và ngày mùng 7. Đó. Cấu trúc của nó là năm, tháng và ngày mà. Rồi, sau thằng này chúng ta chỉ cần chấm gì? Chấm sâu để chúng ta hiện lên thôi. Rồi, chạy thử nhé. Rồi, kích vào cái thằng quyển lịch này. Đó, các bạn thấy không? Ngày mùng 7 tháng 8 năm 2007. Đấy. Khi các bạn truyền tháng 7 vào đây thì có phải là lịch tháng của chúng ta nó đang chạy từ 0 cho đến 11 không? Khi các bạn truyền 7 vào đây thì tháng nó sẽ hiểu là tháng 8, được chưa ạ? Cho nên là lưu ý cái này, nhiều khi chúng ta cũng hay nhầm, nhưng mà các bạn hiểu bản chất vấn đề là được nhá. Chúng ta thử chọn này. Chọn năm đi, chọn năm 2006 đi. Tháng 1 tháng 9 năm 2006 nhá. Ấn OK một cái. Đó, nó xét về mùng 1 tháng 9 2006. Chứ còn vừa nãy mà chúng ta không cộng thêm 1 vào i2 nó sẽ nhảy về tháng 8 mất. Đấy. Thì chú ý cái này nhá. Bài hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện ôn tập. Và nếu bài giảng này có giúp ích được các bạn phần nào đó trong quá trình học tập thì các bạn hãy chia sẻ bài giảng này đến cho những người khác để các bạn khác cùng học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.